nổ máy là mình đạp ga là phải thắt dây an toàn, mà không thắt dây an toàn là đạp ga nó không nhả thắng. Cái độ an toàn cao ha. Mình thắt dây an toàn vô mình đạp nó mới nhả thắng tay, nó an toàn vậy đó chứ. Bảy lít, 100 cây. Nên nó báo từ chứ nó. Giống như nó chạy chớp rồi. Hồi nãy chạy trong thành phố lúc kẹt xe là 9 lít. Chung là 7 chỗ mà 100 cây số 7 lít là quá im rồi không? Bên nó qua cũng mười mấy lít chứ. Chứ... Đâu mà đông thì chú xào trẻ dữ ha. Chợ có chỗ nào xào trẻ. Y như ở đường ngoài luôn. Đó, chiếc xe tải nó chen vô trong luôn ha. Nhưng mà anh Nam nhìn thấy giống đường ngoài ghê không? Giống quốc lộ ghê không? Nhưng mà điều con cái nó không có Honda rồi, nó điều tốc độ, nó không có giao lộ cắt ngang, đèn đỏ. Đồ lết sạch. Innova mày quay đầu được mà Fortuner phải xào cái. Phải về đó về rồi xẹt sụp. Innova nó rộng chạy đã quẹo. Tại mấy lần đi nguyên một đoàn đi em cũng chạy chiếc nữa rồi chạy chiếc gì đó. Xuống cái gì rồi dắt rồi nè quay đầu. Đó. Em chạy cái ố ngon cái xe kia phải chiếc gì. Thấy xào á, xào lãng cũng vậy rồi Lãng ơi. Cũng đâu có nhanh hơn được nhiêu đâu. Mà cái cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở Lan nó không có cái đường trong. Cái cảm giác cái đường mình thấy nó hẹp đó. Nó không có cái len trong á. Đi hồi nào? Mới đây nè. Nó mới cho chạy đây à. Mới mới cho chạy thì em cũng mới đi về mà chừng tháng rồi. Đi đâu tới? Hồi Tết nó cho chạy rồi nó ngưng rồi nó mới cho chạy lại hôm 30/4 cái gì. Cái nói là đi vô đường đó mà em biết. Tức là nó không có cái len khẩn cấp. Nó có hai len là mình cảm giác cái đường nó hẹp. Nó cho chạy có 80 mà. Thua quốc lộ nữa. Giống như cao tốc Vũng Tàu cũng vậy, có đoạn cũng vậy, anh thấy như đường không phải một cấp lên đường thường vậy đó. Mà Vũng Tàu á là ngoài về khu dân cư mình chạy được 90 đúng không? Cao tốc nó cho chạy 80. Rồi khu dân cư có lên cứng thì cho chạy 90. Mà có chạy tới đâu, đây xe đông mà sao chạy nổi. Thiệt chứ ha. Em cái chuyến mà đi Đà Lạt về á, ghé ta đụng xong về luôn á. Trời ơi, chạy cũng quá năm. Tại vì mày xuống Di Linh mày vô đó là cũng 70 cây rồi. Đúng, chạy ra 70 cây mà đường đèo không chạy phế. Chạy sướng luôn chứ. Trời ơi.
giờ còn xuống cái 6.4 ghê thật chứ. Cao tốc mà 6.4 100 cây nha các bạn. Tại vì cao tốc này xe nó đông, chạy riêu riêu 7-80 chứ không có chạy nhanh. Dòng tô là chắc chưa tới 2.000. Cao tốc mà chạy dòng tô chưa qua 2.000 là xe quá êm luôn. 1.500-2.000 nè, ok. Có camera phạt ngồi. Chị Google người ta camera gắn vậy mà báo hơn xa rồi. Mình nói sao chị Google chỉ ẩu, ẩu rồi. Ủa đi xe ăn được là phải mở điện thoại á Lan. Ờ. Cái màn hình đó đâu có này. Đâu có. Ổng nghĩ lại ổng đâu có cần gắn đâu, thấy không? Có gì ổng xin được. Với lại phần nó cũng ra vô nó cũng điện thoại. Nó đi á. Thì lâu lâu nó mới đi Đà Nẵng lần. Thì má nó làm cái đồ máng chỗ này nè, ta thấy thì ta đi Đà Nẵng vậy nó đi xe đỏ đó, Nhung nó ngồi trước mở điện thoại đi chứ biết đường đâu đi. Thành phố Đà Nẵng nó bự lắm chứ bộ. Ừ. Bẻo. Mà vậy đi cho nó không phải xong, ngã tư đường nhiều lắm mình khỏi canh. Ừ. Mình tìm đường mình đâu có nhớ. Tao dặn mày gần tới ngã tư mày báo tao nha. Nhung ngồi đó đi ngay chốc hết. Nhiều khi mình đi chơi đi vô chỗ này chỗ kia bà này hiu rồi đó. Đó. Đâu phải ấy đâu. Rồi mở điện thoại đi không ấy chứ. Đi lên đỉnh Bàn Cờ rồi đi cái đa ngàn năm rồi. Chùa Linh Ứng rồi. Mày đi đỉnh Bàn Cờ chưa? Chưa. Ừ. Đẹp lắm. Là thấy nó ngồi đánh cờ chứ. Nhung đi cho tao khoái luôn. Ừ, thấy ngồi đánh cờ chứ. Đi ghé từ coi voi cái độ bông thọt khăn đi dài dài lên biển hồ không? Ra Đà Nẵng đi đỉnh Bàn Cờ chứ nó đi cũng 8 ngày hết đâu. Đi thì nói như ý mà chụp hình trái máy luôn. Tết này chạy chậm quá. Sam 8 là ở đâu ấy, Kiên Giang, Kiên Giang. Sam 7 An Giang, Sam 8 Kiên Giang, Sam 9 Cà Mau. Sam 5 Cần Thơ. Sam 6 Đồng Tháp. Sam 3 Sóc Trăng. 84 Trà Vinh. 94 Bạc Liêu. 63 Tiền Giang. 62 Long An. 64 Vĩnh Long. Nay mình đi 64 á. Long á. Nó phải cái đọc bản số như vậy đó nghe mới nhót được. 72 Vũng Tàu, 71 Tây Ninh. Ủa 71 Bến Tre, 70 Tây Ninh. 62 Đồng Nai, 61 Bình Dương. 60 như Đồng Nai. 61 là Bình Dương. Rồi
vô đây chạy chắc ăn khỏi lộn đường. Cái khi ông An mới xuống cao tốc chạy lố, ông An khỏi lộn. Khi nào? À, đi đâu quá nữa. Đi chiếc xe đỏ. Đi đảo Hòn Sơn á. Xong cái bà ông xuống năn nỉ. Trời ơi, bên tài xế nó ế, tôi khổ gần chết, tôi chạy xe 50 chỗ, bây giờ tôi xuống tôi chạy xe này, rồi mấy ông còn phạt gì mà tiền đâu mà tôi phạt. Hàng không. Muốn đi đâu mà ông chạy lốt rồi. Thì qua anh đi đó. Biết rồi, đi nào. Đi Hòn Sơn. Cao tốc đi, anh nói là xuống 60, xuống 40 gì đó. Xuống đây, xuống cao tốc mà nó giảm. Nè, ông bị bắn tốc độ. Ừ, đi đêm á. Cười chứ. Lúc có tao mà. Ừ. Đi đâu ta? Đi Hòn Sơn á. Bảy nói vậy con không có nhớ, nhưng mà tao không nhớ, nhưng mà có tao đi. Trời ơi, tôi khổ gần chết rồi, tại xế mà giờ tôi buộc xuống tôi chạy chiếc xe đó, mấy ông nghĩ tiền tôi còn có bánh mì tôi ăn nữa nè. Tao nhớ. Tao nhớ mới có tao đi. Tưởng chết luôn. Chúc mừng ông đi mệt. Khổ quá, tàn biết. Cho đi, người ta thả, nó nói vậy gì sao? Bây giờ khổ quá mà, giờ tôi không có tiền đồ ăn nữa. Cho đi đi, ai về nhà biết hay gì đó, nói gì quên rồi. Sơn chiến nữa, đi chở vợ cho con đi gì đó. Ông chở vợ cho con đi, có chỗ nào mà ông không chở đi đâu? Thì đi chỗ này phải đi chỗ khác chứ, chỗ gì hoài chứ. Chở con chưa đi, ông chở vợ. Ông phái Hồng Sơn. Đi ăn dễ. Rồi sao nghe ai nói phái đi đó nè, muốn đi nữa nè. Được chứ ai? Con đi về con phái. Ai nói phái đi đi nữa. Biển thì cũng vậy, ủa biển nào nó cũng giống nhau thôi chứ. Cũng có đồ tắm đó. Mới đòi vui à, nó chặt chội nó mở thêm chứ làm gì. Lúc cái bản này nó mới cấm bị nhiều. Bị chưa qua chạm nè. Xuống rồi, cấm rồi. Ừ, tới Minh Tâm rồi. Cái này nè, tắp vô. Mà cái chỗ này mình ăn thượng đó. Thì đi thì ghé đi ăn dạ. Ghé đi ăn đông lắm. Vô ăn tô hủ tiếu bỏ cục trò cho bá đâu. Cái chỗ này không thử.
Từ đó con cũng ăn nổi. Vậy chứ giờ cũng có nhiều người ta ăn nổi đó.